Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chân hình bây giờ đang là chiếc điện thoại Redmi 9C và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Đây có thể coi là một trong những chiếc điện thoại giá rất là rẻ của Xiaomi trong nửa cuối năm 2020 này. Trước đó thì họ đã ra mắt cái con Redmi 9A với mức giá là khoảng dưới 2 triệu. Thế bây giờ thì họ ra mắt cái con Redmi 9C với một số những điểm nâng cấp hơn so với cả Redmi 9A. Và tất nhiên rồi, giá bán của nó sẽ cao hơn một chút. Hiện tại thì giá niêm yết của cái dòng này là khoảng 2.490.000 đồng. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại Cellnet, các bạn gọi điện trực tiếp đến cửa hàng nói rằng là nếu em không muốn lấy quà thì giá cuối cùng các anh chị để cho em là bao nhiêu. Đấy thì giá cuối cùng Cellnet để cho các bạn khi mà mua cái dòng này nó sẽ chỉ rơi khoảng hơn 2 triệu mà thôi. Vậy thì với mức giá hơn 2 triệu, cái Redmi 9C nó có những điểm gì đặc biệt và những điểm hơn của nó so với cả Redmi 9A là gì? Mình sẽ nói chi tiết cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái chiếc điện thoại màu đen với những họa tiết mà nó khá là giống với cả vân carbon như này. Nhìn tương đối đẹp đấy chứ, đúng nào? Mình sẽ bỏ qua chiếc điện thoại này qua một bên để nói xem là bên trong hộp này nó có những gì nhá. Nhưng mà trước khi vào hộp ấy, thì với mức giá là khoảng 2.490.000, sau khi đã chưa trừ đi quà nhé, chưa trừ quà nhé, thì các bạn sẽ mua được phiên bản RAM 2 bộ nhớ trong 32. Và tất nhiên phiên bản RAM 3 bộ trong 32 thì giá nó sẽ rơi khoảng gần 3 triệu rồi. Và với mức giá đó thì mình sẽ không mua phiên bản Redmi 9C mà mình sẽ ưu tiên mua sang Redmi 9 hơn chứ, đúng nào? Ok, bên trong này chúng ta sẽ có những gì đây? Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có quay dọc SIM này. Cái hộp này tương đối nhỏ và chắc chắn rồi bên trong này thì sẽ không có ốp lưng. Và chúng ta sẽ có cái gì đây? Sách hướng dẫn sử dụng. Rất đáng tiếc không có ốp lưng. Chúng ta sẽ có thêm một cái sợi cáp chuẩn micro USB. Đây là một cái điểm trừ của dòng này rồi. Ngày trước ấy thì với cái tầm giá khoảng hơn 2 triệu thì mình cũng không quá đòi hỏi là phải USB Type-C đâu. Nhưng mà từ khi cái con Vsmart Joy 3 nó ra mắt ấy, nó làm thay đổi tất cả cái tiêu chuẩn về cái cổng sạc của điện thoại giá rẻ. Đấy, rồi, tiếp tục nữa nào. Ở đây chúng ta sẽ có cái gì đây? Chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Củ sạc này thì chỉ là củ sạc 10W mà thôi, chứ không phải là củ sạc nhanh. Như vậy là về hộp phụ kiện là mình rất là chê ở trên sổ này. Sạc thì không có sạc nhanh, vì đây là một sổ có viên pin là 5000mAh. Cáp thì là cáp micro và cũng không có ốp lưng luôn. Không có tai nghe thì chả sao cả, vì tai nghe thì nếu mà có thì mình nghĩ là chỉ là tai nghe chống điếc thôi, nên cũng không có tai nghe thì không sao, nhưng mà không có ốp lưng là cái mà điều mà mình cảm thấy thiếu sót tương đối lớn đấy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay. Quay trở lại với Redmi 9C thì cái điều đầu tiên khi mình cầm cái sổ này trên tay đó là nó khá là chắc tay. Cái khối lượng của nó sẽ rơi vào khoảng 190 mấy gram, 196 gram thì phải. Và khi mà mình cầm ở trên tay lên thì các bạn biết rồi đấy, tương đối đẳng với một cái khối lượng là như vậy. Tuy nhiên là các cái góc của cái chiếc điện thoại này nó rất là bo, các bạn nhìn thấy không? Nó bo tương đối nhiều, nên là khi mà mình cầm vào thì mình hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ một sự cấn tay nào cả. Là nếu các bạn để ý này, thì cái viền màn hình này nó làm cao hơn rất nhiều so với cả cái phần vỏ này. Đấy, nên nó khiến chúng ta khi mà vuốt vào từ các bên cạnh này, chúng ta sẽ cảm thấy là bị cấn tay từ các bên cạnh này, chứ còn cầm vào đây thì nó không bị cấn tay ở những cái đường bo như này. Đấy, thì đây là cái điểm thích và điểm mình chưa thích ở trên chiếc điện thoại này. Với cái mặt lưng này thì mình rất là thích ở cái chỗ là cái mặt lưng này thì nó là mặt lưng đen, nhưng mà nó lại có những cái họa tiết nó tương đối giống thôi nhé, không phải giống hoàn toàn đâu, tương đối giống với cả họa tiết carbon. Đấy, nó có những đường đan như thế này. Và cái mặt lưng này thì nó là mặt lưng nhám. Cái thời gian gần đây thì rất là nhiều các hãng điện thoại, kể cả giá rẻ hay là tầm trung hay là cao cấp, thì họ cũng hướng tới một cái mặt lưng nó nhám rồi. Ngày xưa năm khoảng năm 2019 thì họ ra mắt những cái mặt lưng bóng rất là nhiều, nhưng cái nhược điểm của mặt lưng bóng đấy là nó dễ để lại nhiều mồ hôi và dấu vân tay và nó rất là dễ xước, và đặc biệt là cái sức răm nó nhìn nó kinh lắm. Đấy thì cái mặt lưng nhám này nó sẽ giải quyết được mà hai cái vấn đề đó, nó đỡ hơn thôi. Đấy chứ không phải là nó không có đâu nhá. Ví dụ mặt lưng nhám này thì nó vẫn để lại mồ hôi và dấu vân tay, nhưng nó sẽ đỡ hơn so với cả mặt lưng bóng. Và mặc dù là đỡ bị xước hơn so với mặt lưng bóng, nhưng mà vì đây là mặt lưng bằng nhựa nên là nó vẫn xảy ra hiện tượng xước bình thường nếu mà bạn không cẩn thận. Và đặc biệt nữa là cái chiếc điện thoại này nó không có ốp lưng đi kèm, nên là cái việc xước sát thì đó là điều hiển nhiên rồi. Đấy, các bạn cũng khó có thể giữ gìn được. Được cái là cái cụm camera này thì nó làm không quá to và cũng không quá lồi. Đấy, các bạn nhìn không? Nên là chúng ta để xuống mặt bàn này, chúng ta cũng đỡ cảm thấy là nó bị cập kênh hơn. Đây, mình ấn này, các bạn thấy không? Bình thường thôi, chứ nó không bị cập kênh giống như những con trước mà mình đã từng review. Và khi chúng ta nhìn vào cái mặt lưng này thì chúng ta sẽ thấy được luôn hai cái điểm cải tiến của cái Redmi 9C so với cả Redmi 9A. Thứ nhất đó là nó có nhiều camera hơn. Đấy, mình chưa nói đến chất lượng đâu nhé, mình sẽ nói nhiều camera hơn. Và thứ hai nữa là nó có cảm biến vân tay ở đây. Đấy, thì đối với cả cái việc là có nhiều camera hơn như này thì nó sẽ có bộ 3 camera như thế nào? Đầu tiên là nó sẽ có một camera chính có độ phân giải là 13 megapixel của lớp 2.2 tiêu cự 28 mm.
nó sẽ có thêm một camera macro có độ phân giải là 2 megapixel của đối 2.4 và sẽ có một camera hỗ trợ cho việc chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 2 megapixel của đối 2.4 nữa. Và mình cảm thấy rằng là cái việc bổ sung thêm hai camera phụ này là tương đối khó hiểu, bởi vì rõ ràng là Xiaomi có thể bổ sung cái camera góc rộng vào đây, tại sao họ lại không cho camera góc rộng mà lại cho cái camera macro với cả camera xóa phông làm gì? Xóa phông chúng ta hoàn toàn có thể chụp ảnh giả lập với camera chính được, còn chụp ảnh macro thì mấy khi chúng ta chụp ảnh với macro, và kể cả muốn chụp ảnh macro đi chăng nữa thì có camera góc rộng tiêu cự ngắn chúng ta hoàn toàn có thể chụp ảnh macro được. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình chê. Và gần như là hai camera bổ sung như thế này cho cái chiếc điện thoại Redmi 9C này chỉ là cái chiêu marketing của nhà sản xuất thôi, chứ mình nghĩ là nó không có tác dụng mấy nếu mà so sánh sang với cả Redmi 9A về cái sự cải thiện đâu. Thế còn về cái cảm biến vân tay ở đây thì sao? Thì đây là cái cảm biến vân tay một chạm. Tuy nhiên là cái vị trí đặt của nó lại hơi cao, và cái cảm biến vân tay một chạm này thì nó lại có tiết diện khá là bé. Đấy, khi mà mình sờ vào như thế này thì mình cảm thấy là nó hơi hụt hẫng so với cả những cái cảm biến vân tay khác. Tất nhiên là với một cái tầm giá rẻ chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn được. Đấy, nhưng mà nói gì nói, riêng Dương Dê đã review là phải khen chê rất là rõ ràng rồi, đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ AI camera và dòng chữ Redmi ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ xem qua các cạnh của máy này nhé. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm một cái khay để chứa SIM. Và khi mình tháo cái khay SIM này ra thì các bạn có thể thấy là đây là một sản phẩm có 2 SIM và một thẻ nhớ luôn. Rất thoải mái cho chúng ta sử dụng, không cần phải hy sinh bất kỳ một khay nào cả. Rồi, ở đây cũng có một gioăng cao su chứ nhỉ, không biết là có kháng nước nhẹ hay không, nhưng mà có cả gioăng cao su ở đây đấy, hoành tráng thế. Ở phía cạnh phải chúng ta sẽ gồm phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Ở phía dưới này chúng ta sẽ gồm một cái cổng sạc chuẩn micro USB, đây là điểm trừ mà ở đầu video mình đã nói. Chúng ta sẽ có thêm một cái loa ngoài, mic thoại. Và ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái jack cắm tai nghe 3.5 nữa. Hơi đáng tiếc là cái chiếc điện thoại này lại không có cổng hồng ngoại để cho chúng ta có thể điều khiển được TV với cả điều hòa bên trong gia đình. Bây giờ thì mình sẽ mở sáng màn hình lên. Lúc đầu thì các bạn có thể nhìn thấy là cái màn hình này nó khá tối này. Mình sẽ phải để độ sáng màn hình cao lên một chút nhé, để xem là nó thể hiện ra sao nhé. Đây, mình bỏ cái độ sáng tự động này đi. Đó. Đây, các bạn nhìn thì thấy như nào? Đấy, bây giờ thì nhìn nó bình thường hơn rồi, đúng không nào? Đấy, tuy nhiên là mình cũng chia sẻ luôn, đấy là nếu mà nhìn ở trên camera này, mình chỉnh sáng cả camera lên ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái màn hình này thì nhìn gọi là cũng được, nó không phải là đến mức độ bình thường, nhưng mà không phải là mức độ tối, nhưng mà nếu mà ra ngoài trời nắng ấy thì chắc chắn với các bạn là cái màn hình này sẽ khá là tối đấy. Đấy, chúng ta cũng cần phải để ý cái điều đó. Màn hình này thì sẽ có kích thước là 6.53 inch, độ phân giải sẽ là HD cộng 1600 x 720 pixel, cái tỷ lệ khung hình sẽ là 20:9, mật độ điểm ảnh rơi vào khoảng 269 ppi. Thì với một mật độ điểm ảnh như này thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên cái chiếc điện thoại này rồi. Đấy, nhưng mà mình thấy là độ phân giải HD cộng cũng là tiêu chuẩn ở trong tầm giá, chúng ta không thể đòi hỏi hơn được. Tấm nền của nó thì sẽ là tấm nền IPS, và để giải thích cho cái việc là cái độ sáng của màn hình này thì tương đối thấp, đó là cái độ sáng nó sẽ chỉ là 400 nit mà thôi. Bình thường bây giờ thì mình thấy là cơ bản là cũng phải ít nhất phải từ 600 nit trở lên, 500-600 nit trở lên, chứ 400 nit là hơi tối. 400 nit ý, thì ứng với màn hình AMOLED thì được, bởi vì sao? Bởi vì là màn hình AMOLED độ tương phản nó cao, ra ngoài trời nắng nhìn nó đỡ hơn. Chứ 400 nit mà đính với cả màn hình IPS thì nhìn nó sẽ tương đối tối. Đấy. Tốc độ phản hồi cho ra ở trên cái màn hình này thì ở mức độ đủ dùng thôi. Đấy, chứ cũng không phải là nhanh gì cả. Về hiệu năng thì sao? Đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Cái sự cải tiến một chút về hiệu năng của Redmi 9C so với Redmi 9A, đó là cái con chip bây giờ không phải là Helio G25 nữa, mà nó lại là Helio G35. Con chip này thì được sản xuất ở trên tiến trình 12 nanomet. Đó sẽ là con chip 8 nhân Cortex A53, xung nhịp tối đa là 2.3 GHz, và nó sử dụng GPU PowerVR GE8320. Điểm số AnTuTu cho ra để tham khảo thôi nhé, nó sẽ rơi vào khoảng 96.000 điểm, rất là thấp luôn. Và khi mình kích vào trong thì bạn có thể nhìn thấy là điểm CPU rơi vào khoảng 39.000 và điểm GPU rơi vào khoảng 12.700. Đấy, toàn đọc flagship quen rồi nên bây giờ đọc điện thoại giá rẻ tí nhầm. Được cái là cái chiếc điện thoại này sẽ có viên pin là 5000 mAh, rất thoải mái cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Nhưng hơi đáng tiếc là nó lại không có sạc nhanh, sạc đi kèm sẽ chỉ là 5V và 2A mà thôi. Phía trước này chúng ta sẽ có một cái camera selfie có độ phân giải là 5MP của đối 2.2, và sẽ có một cái giải loa thoại rất là mảnh ở phía trên này nữa này. Viền màn hình mình đánh giá là làm ở mức độ bình thường, nó không mỏng đâu, nhưng mà nếu mà để nói quá dày thì cũng không đến nỗi nào. Nếu xét trên tham chiếu, đây là một chiếc điện thoại chỉ rơi khoảng hơn 2 triệu, nhưng phần viền dưới này thì thực sự là cực kỳ dày. Còn tất nhiên đối với cả một sản phẩm hàng chính hãng thì chúng ta sẽ được bảo hành tốt hơn so với cả một sản phẩm hàng xách tay. Chúng ta cũng sẽ có sẵn tiếng Việt luôn này, đây chúng ta sẽ có sẵn tiếng Việt nhé, có sẵn Safe Play ở đây luôn này. Đấy, và thêm nữa đó là cái cập nhật ứng dụng thì nó cũng sẽ nhanh chóng hơn.
Ở đây là mình đang có 4 cái phần mềm là nó sẽ được cập nhật. Đấy, còn lại thì giới thiệu về điện thoại mình sẽ cho các bạn xem luôn. Hiện tại là nó đang có MIUI 12, rất ổn luôn đấy nhá. Và nếu mà chúng ta xem tất cả thông số này, đấy, thì là nó sẽ chạy MIUI 12 và sẽ có Android 10. Đấy, được chưa? Rồi, ok. Cơ bản là cũng như vậy thôi. Mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về cái giao diện camera của nó. Đây là máy ảnh chính đây. Đấy, mình nhìn thấy là nó tương đối là tối. Nó không camera này tối thế. Đấy, rồi chúng ta sẽ có chụp ảnh chân dung. Nghĩa là chúng ta không thể đòi hỏi được cái camera này thêm được. Đấy, vì nó chỉ là giá rẻ thôi. Và trong cái phần thêm này thì xem nào, chúng ta sẽ có những gì nữa đây. Cũng không có gì là nhiều lắm đâu. Đây, có chế độ chuyên nghiệp thì ở đây này. Chế độ chuyên nghiệp chúng ta có thể điều chỉnh được cân bằng trắng theo độ ca thì ở đây nhé. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được lấy nét bằng tay. Đấy, có thể điều chỉnh được ISO. À, phơi sáng ấy, xin lỗi. Có thể điều chỉnh phơi sáng tối đa là 32 giây. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được ISO tối đa là 3200. Và EV thì nó sẽ tự động theo cái thông số mà chúng ta chỉnh thôi. Rồi, còn đây là camera trước đây. Camera trước thì mình nghĩ là cũng ở mức độ bình thường thôi. Chúng ta sẽ chụp ảnh selfie ở cái điều kiện đủ sáng nó sẽ tốt hơn. Đấy. Đây, nếu mà nhìn này các bạn sẽ nhìn thấy tối, nhưng mà nhìn đây, tại vì mình nghiêng đi thôi chứ không phải là nó quá tối đâu. Rồi, chế độ chụp ảnh chân dung đây. Nói chung là camera này thì ở mức độ gọi điện video call. Với cả nếu mà muốn selfie thì phải selfie ở điều kiện đủ sáng, chứ selfie ở điều kiện thiếu sáng thì trông nó buồn cười lắm. Nhưng mà nói chung là với mức giá trên 2 triệu thì cái ưu điểm của sản phẩm này là gì? Đấy là mình thấy là đây là một sản phẩm với một cái thiết kế là thiết kế ổn theo xu hướng, mặc dù mình không thích cái xu hướng này, nhưng mà nói chung là nó theo xu hướng rồi. Màn hình lớn, rồi là camera thì cũng gọi là cho có ở trong tầm giá thôi, nhưng mà được cái là pin rất là trâu. Đấy là những cái mà sản phẩm này hướng tới. Còn nếu mà so sánh nó sang với cả cái con Redmi 9A thì cái Redmi 9C này có thêm cảm biến vân tay, có thêm cái cụm thêm hai camera nữa, và nó có con chip nhỉnh hơn một chút. Đấy là chip G35 so với G25. Đấy là những điểm hơn của Redmi 9C so với Redmi 9A thôi. Còn lại thì khá là giống nhau về nhiều điểm. Còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về Redmi 9C với mức giá là khoảng hơn 2 triệu tại Xiaonet? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Tất cả những thông tin về chiếc điện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả video này. Và bây giờ thì chúng ta mới chính thức tạm biệt nhau.